Bão số 16 đang di chuyển nhanh và từ trưa nay thì dự báo vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu cho đến Cà Mau sẽ có sóng to và gió mạnh. Ngay sau đây thì biên tập viên Quỳnh Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn các thông tin cập nhật. Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Bích Ngọc. Thưa quý vị và các bạn, đến sáng sớm nay thì bão số 16 giữ cường độ mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 14. Tâm bão còn cách quần đảo Côn Đảo là khoảng 410 km về phía đông. Với hướng di chuyển của bão chủ yếu là theo hướng Tây và tốc độ 25 km một giờ, dự báo khoảng tối và đêm nay, tâm bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau, với sức gió mạnh nhất là cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 12 đến cấp 13. Trong quá trình di chuyển của bão, thì vùng thời tiết xấu ở trên biển sẽ dịch chuyển dần sang phía Tây. Từ sáng nay, vùng biển Ninh Thuận, Bình Thuận có gió mạnh lên cấp 7 đến cấp 8, sau tăng lên cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 12. Đến trưa nay, vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau thì gió sẽ mạnh lên cấp 8 đến cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 12 đến cấp 14, biển động dữ dội. Trên đất liền, các tỉnh thành là Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang đều có nguy cơ là gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, giật cấp 11 đến cấp 13. Với cấp gió như vậy thì lồng bè nuôi trồng thủy sản ven biển khó có thể đảm bảo được an toàn. Với sức gió cấp 10 của bão là có thể xóa sổ và phá nát tất cả các kết cấu lồng bè trên biển. Chính vì thế mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã yêu cầu các địa phương phải di dời tất cả người dân trên lồng bè để trong trưa và chiều nay cần phải sơ tán hết. Đến tối nay nếu vẫn còn người ở lại trên lồng bè thì kiên quyết là cưỡng chế lên bờ. Lúc này, việc bà con cần làm ngay là chấp hành quy định di dời của chính quyền địa phương đến nơi an toàn để đảm bảo tính mạng. Ngoài gió mạnh thì bão số 16 cũng sẽ gây ra một đợt mưa lớn từ hôm nay. Vùng mưa trước tiên sẽ là Nam Bộ. Đến đêm nay thì hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió đông. Vùng mưa to đến rất to sẽ mở rộng ra cả khu vực từ Quảng Bình xuống đến Bình Thuận. Đợt mưa ở Trung Bộ có khả năng kéo dài từ 2 đến 3 ngày tới. Do mưa lớn, cảnh báo trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Thuận, thượng lưu sông Đồng Nai sẽ xuất hiện lũ, đỉnh lũ phổ biến từ báo động 1 đến báo động 2. Đề phòng ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp, lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, ven sông từ Quảng Nam đến Bình Thuận và nguy cơ ngập úng diện rộng, sạt lở bờ sông, bờ biển ở khu vực Nam Bộ. Để ứng phó với bão và mưa lớn thì người dân nên tích trữ lương thực, thực phẩm, ưu tiên các loại thực phẩm tổng hợp có hàm lượng dinh dưỡng cao và bảo quản được trong thời gian dài. Ngoài ra thì cần chuẩn bị nước uống đóng chai hoặc là nước sạch, trữ trong các bình kín, nắp chặt để tránh tình trạng thiếu nước uống. Theo dự báo, thì vào đêm nay, bão số 16 sẽ gây gió mạnh tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Chính quyền huyện Côn Đảo hiện đang tiến hành hoàn tất khẩn trương các biện pháp di dân để đảm bảo an toàn. Chiều nay, hiệu lệnh di tản đã được phát đi và các lực lượng chức năng buộc phải kiên quyết đưa người dân lên bờ tránh trú. Các lực lượng chức năng dự kiến di rời sơ tán gần 1.800 người dân và hơn 650 khách du lịch trên đến các trường học, trụ sở cơ quan, khách sạn kiên cố. Côn Đảo có trung tâm dịch vụ nghề cá được nhiều ghe cá lựa chọn để tránh bão. Ước tính huyện Côn Đảo phải bố trí chỗ ngủ nghỉ cho khoảng 2.000 ngư dân sau khi đã bố trí để khoảng 3.000 ngư dân khác đưa tàu về khu vực Sóc Trăng. Tuy nhiên, không ít ngư dân đến từ các tỉnh khu vực miền Tây nên chưa có nhiều kinh nghiệm đối phó với bão. Bên cạnh đó, nhiều người lo lắng cho khối tài sản có thể lên đến cả chục tỷ nên tìm cách ở lại trên ghe. Việc này đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng thực hiện phương án phòng chống bão tại đây. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công tác di dời dân cơ bản đã hoàn thành. Quần đảo Trường Sa được dự báo là nơi gánh chịu sức tàn phá lớn nhất của bão số 16. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão ở đây đang ở cấp 4, chỉ thấp hơn cấp độ thảm họa. Từ 5 giờ chiều nay thì trên đảo đã có gió rất mạnh và xuất hiện nhiều cơn sóng cao gần 10 mét. Hiện chúng tôi đã kết nối điện thoại với Trung tá Lương Quốc Anh, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa để biết thêm thông tin. Thưa Trung tá Lương Quốc Anh, bão số 16 hiện đã gây ảnh hưởng như thế nào ạ? Thông báo cho đồng chí là hiện nay đến thời điểm này thì bão số 16 đang trực tiếp đổ bộ vào quần đảo Trường Sa rồi. Sức gió là từ cấp 11 đến cấp 12 và giật đến cấp 12 đến cấp 14, rất mạnh. Sóng cao khoảng từ 5 đến 7 mét. Kết hợp với chiều cường bắt đầu lên thì với sóng to và gió lớn thì nước bắt đầu đã tràn vào đảo. Sức gió mạnh như vậy thì đã ảnh hưởng gì tới người dân và tàu bè trên đảo thưa ông?
trên đảo thì hiện nay có gió to như thế thì đã có rất nhiều cây xanh ở trên đảo đổ gãy. Tất cả các cái tàu được neo đậu trong Âu thì đến giờ phút này thì vẫn được bảo đảm an toàn. Riêng các ngư dân thì được đưa lên đảo thì ở nhà kiên cố thì vẫn bảo toàn tốt. Chúng tôi sẽ cho tiếp tục buộc nhà cửa, không để cho cái gió nó lùa vào nhà. Cái thứ hai nữa là không cho người ra ngoài đi gần các cái cây to và các cái cột thu phát sóng để đề phòng nó đè lên người. Thứ ba nữa là cho cắt đi nguồn điện thắp sáng để bảo đảm an toàn. Hiện nay chúng tôi vẫn đang tiếp tục là cử cán bộ các cấp để đi xuống tận đến từng đơn vị một để coi như là nắm đi tình hình ở dưới đơn vị, quyết tâm là giảm tối thiểu nhất cái việc mà thiệt hại do bão. Vâng, xin cảm ơn Trung tá Lương Quốc Anh về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, khu vực bão số 16 đi qua có các nhà giàn là cụm dịch vụ kinh tế khoa học kỹ thuật trên biển. Nếu như trên đất liền thì có thể chủ động các phương án di rời, sơ tán. Nhưng do đặc điểm của các nhà giàn là chơi chọi giữa biển nên khả năng chống chọi bão là có hạn chế. Việc đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị rất khó khăn. Hiện chúng tôi đang kết nối với Thiếu tá Nguyễn Tiến Long, chính trị viên nhà giàn JK để biết thêm thông tin. Thưa Thiếu tá, xin ông cho biết tình hình thời tiết hiện nay ở khu vực nhà giàn đang diễn biến ra sao? Xin chào biên tập viên Anh Tuấn. Hiện nay thì thời tiết ở khu vực nhà giàn hiện tại là sóng gió cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 10. Độ cao sóng là trung bình từ 6 đến 7 mét. Bão hiện tại đã đổ bộ vào khu vực các nhà giàn trên cao 1. Tâm bão cách nhà khoảng 150 hải lý. Ảnh hưởng rất là nhiều đến nhà giàn. Nhà giàn chúng tôi, những công trình nhà giàn cũ thì rung lắc mạnh. Công tác phòng chống bão đang được triển khai như thế nào, thưa Thiếu tá? Đối với công tác phòng chống bão thì trước tiên là về cơn bão số 16 này thì chúng tôi thường xuyên cập nhật cái tin tức hướng đi của bão thông qua các cái phương tiện, thông tin và cái thông báo của cấp trên để kịp thời kêu gọi tàu xuồng đánh cá của ngư dân ở khu vực tránh bão để mà bảo đảm an toàn. Hiện tại ở khu vực là không còn cái ghe và tàu cá nào của ngư dân nữa. Và đối với nhà giàn chúng tôi thì làm công tác chuẩn bị phòng chống bão như là chằng buộc tất cả các trang bị vật tư, sắp xếp các kho tàng gọn gàng, thường xuyên luyện tập các phương án rời nhà để đề phòng cái trường hợp xấu nhất xảy ra. Đồng thời thì cũng thường xuyên động viên tư tưởng mọi cán bộ chiến sĩ, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao, khắc phục mọi cái khó khăn, đoàn kết, thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ của cấp trên giao, vượt qua mọi cái khó khăn trở ngại trước mắt. Vâng, ở đất liền chúng tôi cũng mong các chiến sĩ vượt qua những khó khăn, thách thức của thiên nhiên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xin cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Tiến Long. Trước khi tiến vào Biển Đông, bão Tempin đã quét qua Philippines và hiện nước này đang nỗ lực khắc phục những hậu quả của bão. Ước tính đã có 200 người thiệt mạng, hàng chục người vẫn còn mất tích. Theo nhà chức trách Philippines, số người thiệt mạng sẽ còn tiếp tục tăng khi mà công tác cứu hộ đang được khẩn trương xúc tiến. Sau khi tràn vào Philippines, cơn bão nhiệt đới mang tên Tempin đã gây lũ lụt và lở đất khiến 200 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích. Những khu vực bị thiệt hại nặng nhất là phía nam đảo Mindanao, tỉnh Lanao del Norte, tỉnh Lanao del Sur và bán đảo Zamboanga. Một trong những nguyên nhân khiến thiệt hại nặng về người là do người dân đã phớt lờ lời cảnh báo của nhà chức trách di tản khỏi khu vực duyên hải và ven biển. Đêm chúng tôi đang ngủ thì lũ tới, tỉnh dậy thì nước đã ngập tới cửa rồi. Hiện lực lượng cứu hộ với sự hỗ trợ của quân đội, cảnh sát và các tình nguyện viên đang nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót, dọn dẹp các đống đổ nát, khôi phục lại hệ thống điện lưới và viễn thông. Đã có 103 căn nhà ở đây, nhưng khi lũ lụt xảy ra, tất cả mọi thứ đều đã bị cuốn trôi. Chúng tôi đã di tản 90 gia đình đến các trung tâm cứu trợ. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Philippines, tâm bão Tempin nằm trên biển Sulu với sức gió giật 80 km/h và đang di chuyển về phía tây với vận tốc 20 km/h. Dự kiến bão sẽ di chuyển ra biển và hoàn toàn ra khỏi Philippines vào thứ hai 25 tháng 12.